Còn tại Hà Nội, mùi vị đậm đà, hương thơm quyến rũ của hương vị cà phê xay trên phố Hàng Buồm đã níu giữ những bước chân của nhiều du khách quốc tế. Hàng Buồm, một con phố thu hút khá đông du khách quốc tế, không chỉ bởi đây là một tuyến phố chính trong du lịch phố cổ Hà Nội, mà ở đây còn có bán một loại mặt hàng mà Việt Nam khá nổi tiếng, đó là cà phê. Có thể tìm thấy khá nhiều loại cà phê của Việt Nam trên con phố này. Tuy nhiên, điểm hấp dẫn của phố Hàng Buồm không phải ở sự phong phú mà nằm chính ở cách thức bán các loại cà phê này. Cà phê của Việt Nam có mùi vị rất đặc trưng, lôi cuốn cả những người Mỹ như tôi. Tôi không biết chính xác Việt Nam có tổng thể bao nhiêu loại cà phê, nhưng những loại mà tôi đã thưởng thức qua đều có mùi vị rất tuyệt vời. Không có bàn ghế sang trọng, không có không gian thoáng đẹp, nhưng ở đây có cà phê nguyên chất. Khách có thể trực tiếp chọn cho mình loại cà phê mình thích. Lúc đó, cà phê mới được đem xay và pha cho khách thử. Nếu cảm thấy ưng ý, những vị khách này mới chọn mua. Còn nếu cảm thấy chưa hài lòng, khách có thể chọn hàng khác. Cà phê của Việt Nam rất tuyệt vời. Có thể bạn không biết, nhưng những người Đức rất thích cà phê Việt Nam. Đức chính là thị trường nhập khẩu cà phê lớn thứ hai của Việt Nam. Các bạn nên tự hài lòng vì đã sở hữu những loại cà phê tuyệt vời như thế này. Những vị khách này thấy thực sự tin tưởng ở chất lượng cà phê khi được thấy trực tiếp từ những hạt cà phê rang sẵn thế này được xay ra ngay tại cửa hàng. Tôi đã thử và chọn mua một lượng lớn cà phê ở Việt Nam bởi hương vị cà phê của các bạn vô cùng đặc biệt. Mùi hương thơm, khi uống cà phê có vị ngọt nhẹ nhàng đọng lại, trong khi cà phê ở châu Âu thường là đậm và đắng hơn. Tôi rất thích cà phê của Việt Nam. Với phong cách phục vụ và chất lượng của cà phê tại đây, chắc chắn cà phê Việt Nam sẽ càng khẳng định được vị thế của mình, đồng thời khi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng những du khách đã từng đặt chân tới Hà Nội.